Hòa Thượng Tịnh Không nói bây giờ mà muốn sinh thẳng vào Tây Phương Cực Lạc á, thì phải tu hành tinh tiến lắm, đoạn ác tu thiện á, hội đủ duyên lành mới có thể á, vãng sinh được. Tin sâu nguyện thiết hành chuyên mới vãng sinh được. Còn bây giờ chúng ta đừng có mà nghe mấy cái ông mấy bà đi chợ niệm mà bảo là không cần phải tu, không cần phải đến chùa, không cần phải nghe giảng, không cần phải tụng kinh. Chỉ cần là gì? Đoàn chợ niệm đến là chợ niệm cho 8 đến 12 tiếng hoặc 24 tiếng đồng hồ, thân mềm mà đầu ấm là được vãng sinh. Vỗ tay đồng đốp với nhau và vãng sinh. Hòa Thượng Tịnh Không ạ, đây tôi khẳng định lại, năm 2020 Hòa Thượng Tịnh Không có giảng và cụ tổ nói rất rõ cái điều này. Cái trường hợp đó, đi chợ niệm đó mà cái người mà mất kia lúc còn sống chưa quy tam bảo, chưa tu tập các thiện pháp, chưa bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, chưa có tín tâm gì với tam bảo một chút nào cả. Sau khi họ ốm bệnh, họ sắp chết, người nhà mới mời đoàn chợ niệm đến để niệm Phật cho họ trước khi lâm chung. Niệm Phật được 8 đến 12, thậm chí 24 tiếng, thậm chí nhiều hơn. Thân thể mềm mại, mắt mũi tươi rói, ấm ở đỉnh đầu. Hòa Thượng nói trường hợp này cũng chưa chắc được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng Hòa Thượng khẳng định là gì? Trường hợp này thoát ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là rất là cao. Có nghĩa thoát khổ ba đường rất là cao, nhưng vãng sinh thì không chắc chắn. Hòa Thượng nói được sinh về cõi trời, cõi người thì nhân duyên cũng đã rất là lớn rồi. Vì trong kinh Phật nói mất thân người được lại thân người khó lắm, khó hơn là con rùa mù 500 năm trồi lên mặt nước mà đụng phải bọng cây nổi ở trên mặt biển đó các quý vị. Đó, khó lắm. Nhưng mà được lại thân người đã quý rồi, được gặp Phật Pháp ở đời sau tu tiếp thì là càng quý nữa. Còn đừng có hiểu lầm, bây giờ đại đa số các đạo tràng đi chợ niệm bây giờ cứ đi chợ niệm không biết rằng người đó trước đấy có làm phúc làm thiện, tu nhân tích đức hay không, có quy tam bảo không, có tụng kinh niệm Phật không, có đoạn ác tu thiện không, vân vân. Thậm chí là một con người cả cuộc đời của họ chưa bao giờ đến cửa chùa một lần, cũng chưa bao giờ niệm Phật được một câu. Bây giờ họ nằm ốm liệt giường liệt chiếu trên được giường bệnh, gọi là cấm khẩu không nói được nữa, thậm chí tai cũng không nghe được nữa. Thế niệm Phật một vài ngày hay một vài giờ, một vài tiếng họ chết. Họ chết xong cứ thế niệm Phật cho đến 8, đến 10, 12, 15, 20, 30 tiếng gì đó, tùy. Thế là kiểm tra thoại tướng chân tay mềm mại và bảo là ấm trên đầu rồi, bắt đầu vỗ tay đông đốp với nhau xác nhận là trường hợp này gì? Vãng sinh rồi, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi. Đây gọi là mê tín dị đoan. Chúng ta nghe theo cái này mà chúng ta không tu, chúng ta cứ chờ là thôi, cần gì phải tu. Lúc chết chỉ cần, sắp chết chỉ cần mời ban chờ niệm đến là niệm cho được vãng sinh. Rất nguy hiểm. Năm 2020 Đại Lão Hòa Thượng nói là gì? Trường hợp hiểu lầm gì về pháp chợ niệm như vậy rất là nguy hiểm. Chúng ta biết vì sao gọi là chợ niệm. Trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao tổ giảng là gì? Ấn tổ giảng là chợ có nghĩa là gì? Là chợ duyên, là phụ giúp cho thôi. Chúng ta hiểu cái từ chợ trong chữ Hán không? Chợ khác hoàn toàn với gì? Với chính. Chính duyên, chính hạnh. Còn cái chợ duyên là người khác giúp đỡ cho mình một phần nào đó thôi các quý vị. Đó. Đừng hiểu lầm. Chúng ta hiểu lầm là chết. Rất nguy hiểm. Cứ bảo là đến niệm Phật là được một tí như vậy, bảo là gì là vãng sinh rồi, vỗ tay đông đốp với nhau. Thế cuộc đời này cần gì phải tu? Hóa ra mấy ông mấy bà đi chợ niệm là gì? Là người ban phúc giáng họa cho chúng sinh hay sao? Tôi cứ lấy một cái ví dụ. Một cái thằng cu quan nhà bà A, bà B này, nó ham mê cờ bạc, nghiện rượu chè, hút sách.
nó ngồi đấy cho các bà trợ niệm, các ông trợ niệm cho nó gì 10 tiếng đồng hồ, 20 tiếng đồng hồ. Xong thả nó ra, nó hết nghiện ma túy chưa? Nó hết nghiện cờ bạc không? Nó hết nghiện chơi game điện tử không? Các vị nghĩ xem nó có hết không? Tôi nói một cái ví dụ đơn giản rất rất nhỏ ở thế gian như thế. Còn không hết. Huống chi là nghiệp tập của một chúng sinh nó gây tạo từ vô thỉ kiếp đến nay. Đấy, chúng ta vô hình chung đưa Phật Pháp vào cái chỗ gọi là mê tín dị đoan. Rồi dần dần họ nói thì cả cái pháp môn tịnh độ của chúng ta là mê tín dị đoan. Rồi thế gian họ cũng gì, cũng chửi mắng và dèm pha bảo Phật giáo của các ông là mê tín dị đoan. Cái này chúng ta cần phải lưu tâm. Không bao giờ có cái chuyện không làm mà vẫn có ăn ở cái thế giới này cả các quý vị. Nếu không làm mà vẫn có ăn chỉ có đi ăn trộm ăn cắp. Mà ăn trộm ăn cắp thì sớm muộn cũng sẽ bị gì? Tra tay vào gì? Vào còng mà thôi. Ăn trộm ăn cắp cũng phải đi chứ có phải tự nhiên có đâu. Chứ còn cứ nói người đó có duyên lành cho nên mới được đại chúng đến trợ niệm. Tôi xin thưa các quý vị, chúng ta đến ngồi ở Tam Bảo đây nghe giảng đây, tu tập 5, 7 năm, chục năm, thậm chí có thầy đến nghe theo thầy giảng từ năm 2003 đến giờ. Năm nay là bao nhiêu năm rồi? 19 năm rồi. Về cũng tụng kinh niệm Phật, đoạn ác tu thiện 19 năm nay. Nhưng đã thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật chưa? Chưa. Gọi là có thay đổi, có chuyển biến tốt, từ một người xấu thành một người tốt, từ một người ác thành một người thiện hơn rất là nhiều. Cái đấy có không? Có. Vì hạt giống Bồ Đề tâm Phật tưới tẩm ở trong A Lại Gia Thức của chúng ta. Cho nên chúng ta hiểu thêm về nhân quả cho nên sợ không dám làm việc ác, thường hay làm các việc thiện. Chúng ta thấy mười mấy năm trời chính nhân học Phật, tu hành tinh tiến, sáng tụng kinh từ lúc 4 giờ đúng không? Tối tụng kinh từ 7 giờ đến 9 giờ mới đi ngủ. Trưa hoặc chiều rỗi rỗi lại tụng kinh, lại niệm Phật. Chúng ta tu tập như thế, hành trì như thế mà mong A-di-đà Phật hiện ra để cho chúng ta thấy một lần, còn ít người thấy là. Vì sao? Vì ác duyên nghiệp tập từ vô thủy kiếp quá dày, quá sâu, quá nặng, quá lớn. Duyên lành với Phật Pháp thì còn quá mỏng, quá ít, quá nhỏ nhoi. Cho nên Phật mà gì? Cứ nó niệm Phật được vài ngày, tu Phật được vài năm, mong thấy Phật Phật hiện ra sờ sờ trước mắt cho nó xem thì dễ quá. Mà dễ quá thì chúng sinh lại gì? Hóa nhờn. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật mới nói gì? Vì sao Như Lai phải thị hiện nhập Niết Bàn? Ngài mới lấy một cái ví dụ giống như người cha lành thấy con của mình uống nhầm thuốc độc, đem thuốc tốt cắt đều đưa cho các con, bảo các con uống. Thì trong đó có những đứa thì không mất bản tâm thì nghe theo lời cha uống ngay, còn có đứa mất bản tâm thì nghi ngờ, nghĩ rằng chỉ một cái dúm thuốc nhỏ nhỏ thế này mà khỏi bệnh được ư, cho nên thì bỏ không uống. Những đứa con nghe theo cha, tin theo cha thì uống vào liền khỏi, còn những đứa thì nghi ngờ không uống thì bệnh càng ngày càng nặng. Người cha thấy thế thương các con cho nên nói rằng cha có việc phải đi xa nhà, đi được vài ngày nhắn tin về cho các con nói rằng, bảo người thân quay trở lại nói với các con rằng cha của ngươi đi sang nước này nước nọ và bị tai nạn và gì, bị bệnh và bị chết mất rồi. Những đứa con ở nhà lúc đó nghĩ đấy thì cha mình nay đã chết. Những người nghe theo cha, uống thuốc của cha thì nay đã khỏi bệnh hết rồi. Mình nay bệnh trên thân càng ngày càng nặng, thuốc của cha vẫn còn đó, nếu mình không uống
cha mình đã mất rồi, sau này không còn ai chữa trị cho mình nữa. Cho nên mình muốn mạnh khỏe thì mình phải uống thuốc của cha để lại thôi. Thế là những đứa con đánh mất bản tâm không uống thuốc trước đây đang bị bệnh kia liền là gì? Thi nhau uống thuốc. Uống xong khỏi rồi á, uống xong thì đương nhiên là được khỏi. Khỏi rồi thì cha lại gì? Đi về mới nói rằng đây là phương tiện của cha, muốn là dành cho các con gì? Tin vào thuốc của cha là gì? Có thể chữa được bệnh khổ của các con. Nhưng mà các con không uống, vì vậy cha mới phải dùng phương tiện đấy để cho các con uống vậy. Cho nên chúng ta thấy không? Đức Phật là đối với chúng sinh như thế. Chứ không phải là chúng ta cứ muốn cái gì là Phật cho ngay, muốn cái gì là có ngay. Cái gì dễ dãi quá chúng ta sẽ bảo là gì? Ôi giời, có gì đâu, đã có Phật rồi. Niệm Phật vài ngày là Phật độ cho ngay. Tụng kinh vài biến là Phật gì? Phật thương ngay. Vì vậy mà chúng ta gì? Sám hối xong lại đi làm việc ác. Làm việc ác xong á, chúng ta nghĩ là gì? Ồ, cứ làm rồi lại có Phật độ mà. Cho nên nghĩ rằng gì? Phật luôn ở bên cạnh chúng ta để giúp chúng ta. Chúng ta không thể khoe là mình là gì? Mình là đệ tử Phật, mình là con Phật, mình là đệ tử tại gia của Phật đấy. Là thiện nam tử, là thiện nữ nhân, là con tại gia của Đức Phật. Tôi đệ tử Phật. Rồi mình đi làm hết việc ác này, việc ác nọ, hết lần này đến lần khác, cứ sám hối xong lại làm, sám hối xong lại làm, vân vân. Thế thì không được vậy. Phật cũng không thể che chở cho chúng ta được. Phật thương chúng ta như người mẹ thương con đỏ, cũng không thể che chở cho chúng ta được. Cho nên vãng sinh mà dễ như thế. Xin thưa các quý vị, trên đời này thì các vị còn giỏi hơn là Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu mà như thế mà vãng sinh được, ngày xưa Đức Phật khuyên các đệ tử: các này các tỷ khiêu, các ông hãy chia thành nhóm gì? Một người, hai người, ba người. Rồi này các thiện nam tử, các thiện nữ nhân, các ngươi hãy chia thành gì? Nhóm năm, ba, bảy người, chục người, và cứ đi hết ở khắp thế gian. Bất cứ ở nơi đâu có người ốm, có người sắp mất, các ngươi đến đó và gì? Và trợ niệm cho họ 8 đến 10 hoặc 20, 24 tiếng đồng hồ. Và những người đó gì? Đều được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc hết. Các vị có thấy kinh nào Đức Phật dạy như vậy không? Trong ba bộ kinh Tịnh Độ, A-di-đà kinh, Quán Vô Lượng Thọ kinh và Vô Lượng Thọ kinh, gọi là Tịnh Độ Tam kinh, các quý vị có thấy kinh nào Phật dạy trợ niệm là chính nhân cho của người tu không? Không có. Cho nên chúng ta học Phật phải y cứ vào lời Phật dạy, tức là phải y cứ vào gì? Vào kinh điển. Bây giờ một số các Phật tử gọi là cuồng tín, nghĩ là đi trợ niệm là vãng sinh hết. Trường hợp nào cũng thế, niệm là 8 đến 10 đến 24 tiếng hoặc lâu hơn tí nữa, bắt đầu là kiểm tra thoại tướng, chân tay mềm mại, quay lên TikTok đăng lên mạng, bắt đầu quảng cáo với nhau là gì? Vỗ tay ầm ầm với nhau, vãng sinh rồi, vãng sinh rồi, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi. Nghe mà đau lắm các quý vị. Chúng tôi không phản bác việc đi trợ niệm rất tốt. Nhưng chúng tôi không đồng ý với cái các vị đi trợ niệm trường hợp nào cũng bảo là mềm mại thân thể ấm đỉnh đầu là vãng sinh. Đại lão Hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không năm 2020, ngài nói rằng không phải trường hợp nào như vậy cũng vãng sinh, trừ những trường hợp lúc còn sống họ đã quy Tam Bảo, đã tu hành tinh tiến. Chúng ta nhớ nhé, đã quy y Tam Bảo và tu hành tinh tiến, tới khi họ sắp xả bỏ báo thân, được các bạn đồng tu hoặc chư Tôn Đức Tăng Ni hoặc các bạn đồng tu đến để trợ niệm cho họ, nhắc nhở họ đừng có quên câu Phật hiệu, đừng có quên gì? Nguyện vãng sinh. Những trường hợp như thế, mềm mại thân thể, ấm nơi đỉnh đầu, Hòa Thượng mới nói gì? Cơ hội vãng sinh mới gì? Nắm chắc trong tay. Nhớ nhé. Như vậy là có điều kiện. Các vị về nghe Hòa Thượng giảng năm 2020, có điều kiện quy Tam Bảo,
tu tập tinh tiến, đoạn ác các tu thiện lúc còn sống. À, nhưng khi sắp chết thì có thể là bị bệnh tật do trả cái nghiệp tiền kiếp, cho nên có thể bị bệnh ung thư, bệnh nan y, quái ác, vân vân. Vị này có thể là đau đớn, quên mất gì? Mất hạnh nguyện vãng sinh của mình lúc còn khỏe, quên mất công đức tu hành của mình lúc còn trẻ, vân vân. Cho nên lúc đó may mắn được chư Tôn Đức Tăng Ni và các Phật tử đồng tu trong ban trợ niệm đến để ở bên cạnh mình, nhắc nhở mình, sách tiến mình, niệm Phật hiệu vào tai mình, vào thần thức của mình, vào a lại gia thức của mình để nhắc nhở mình. Thì trường hợp đó Hòa Thượng nói cơ hội vãng sinh gì mới nhiều. Đấy, nhớ nhé, có điều kiện. Còn nay một số các Phật tử là, chủ trương là gì? Ly tăng, ly tự, tạo lập thành từng nhóm, từng nhóm, và cứ nói là niệm Phật là kiểu đấy là gì? Vãng sinh với nhau hết. Cho nên một số Phật tử bây giờ cứ hiểu lầm. Nhưng các vị bây giờ thì bắt đầu là chủ trương gì? Ly tăng, ly tự. Bây giờ các vị đủ mạnh rồi, bắt đầu chủ trương là ly tăng, tức là gì? Tạo lập thành từng nhóm, không đến chùa nữa, tức là ly tự. Không nghe giảng, không nghe các sư giảng nữa. Thậm chí là một số các Phật tử ở trên Sơn La viết tâm thư cho Thầy, nói rằng xin Thầy là gì? Giải thích cho bọn con. Đạo tràng của chúng con trước đây cũng gì? Thường hay đi các chùa như là chùa Quán Sứ, chùa Khai Nguyên, rồi các chùa Hoằng Pháp, rồi chùa trong Thầy Giác Nhàn, rồi các chùa mà có các quý Thầy hay giảng về tịnh độ, là các Phật tử chúng con thường hay đến để tùy hỷ, đến để tu tập, nghe giảng và tu tập dưới sự hướng dẫn của các quý Thầy. Sau đó về đạo tràng chúng con tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A-di-đà và niệm Phật chuyên tu theo pháp môn tịnh độ như thế. Nhưng mà cách đây 2-3 năm là bà chúng trưởng với lại một nhóm không cho tụng kinh nữa, cũng không cho nghe các Thầy giảng nữa, nói là như thế là tạp tu. Thậm chí chúng con mở pháp của Hòa Thượng Tịnh Không để nghe Hòa Thượng giảng, các vị cũng không cho mở nữa, nói là như thế là gì? Nghe như thế là tạp tu. Và chỉ một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi, không nghe bất cứ vị sư nào giảng nữa, mặc dù đó là gì? Hòa Thượng Tịnh Không. Mở pháp Hòa Thượng Tịnh Không cũng không cho nghe giảng nữa, bảo là chỉ cần nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Có nghe pháp, chỉ nghe pháp về trợ niệm. Có đi gieo duyên, chỉ có đi trợ niệm, không đi chùa. Tức là ly tự. Tự tức là chùa mà, ly tự. Không nghe các quý Thầy giảng, thậm chí Hòa Thượng Tịnh Không giảng, không cho nghe nữa, tức là ly gì? Ly tăng. Rất nguy hiểm. Đây là cái bức tâm thư của các Phật tử ở Sơn La, tỉnh Sơn La, gửi cho Thầy. Thầy cũng không muốn nói cái này đâu, không muốn động chạm đâu, nhưng mà thấy nó đi quá đà rồi. Đi quá đà mất rồi. Nếu cứ để như thế này, 5, 10, 20 năm nữa thì rất nguy hiểm cho các Phật tử. Biến Phật giáo chúng ta thành một tôn giáo gì? Mang đậm đà cái bản sắc gọi là mê tín dị đoan. Đó. Làm gì ở trên cuộc đời, làm gì có chuyện là không làm mà vẫn có gì? Có ăn giàu, có sung túc, chỉ có đi ăn cướp mà thôi. Mà đi ăn cướp thì không sớm thì muộn sẽ gì? Hỏng. Cho nên là chúng ta phải cẩn thận cái này. Đó. Đấy, tôi cứ lấy một cái ví dụ. Đấy, các vị cứ niệm Phật. À, bây giờ tôi cho, nếu các muốn thử, tôi cho thử gì? Thử đến 10 lần. 10 lần thử, nếu các vị thay đổi được chỉ cần 3 trong 10 lần đó thôi, tôi tâm phục khẩu phục. Lần thứ nhất, một anh chàng thanh niên đang thất tình, nó yêu một cô gái, nó thất tình, nó đang khóc, nó đang muốn nhảy cầu, nhảy lầu tự tử. 5, 10 Phật tử, 20 Phật tử thay nhau đến đó niệm Phật cho nó 18 tiếng, 12 tiếng đến 24 tiếng đồng hồ.
rồi giáo hóa cho nó rằng thôi anh ạ, yêu làm gì cho nó khổ. Cái chuyện vợ chồng nó là cái nhân duyên, cái chuyện tình ái dục vọng nó bẩn thỉu ở thế gian, yêu làm gì cho nó khổ. Sống thanh tịnh đi, anh buông hết đi, anh nghe theo tôi gì, anh niệm Phật để Phật A Di Đà độ cho anh hết khổ, độ cho anh được hoan hỷ, độ cho anh được sung sướng, độ cho anh được vui vẻ, độ cho anh được an lạc, độ cho anh được gì, được về Tây phương cực lạc thế giới. Rồi tất cả gì thay nhau vào chờ niệm cho nó. Tôi không chỉ 24 tiếng đồng hồ, tôi cho hẳn 24 ngày đêm. Trường hợp thứ nhất, xong 24 ngày đêm đó hỏi đó, thế anh đã quên được chuyện tình cảm của anh chưa? Quên được cô ấy chưa? Cháu nó vác dao nó đuổi cho chạy, bỏ cái dép mà chạy. Tôi nói thật, nào thử đi, một cái gọi là tình ái nho nhỏ ở thế gian thôi, nó tiêu được không? 100 người may mắn mới có 1-2 người gì quên được và tiêu được. Còn lại chiếm đại đa số 97, 98, 99 người, thậm chí có khi cả 100 người đều gì, đều không tiêu được. Chúng ta nghe cái từ gì, mượn rượu giải sầu, sầu càng sầu thêm bao giờ chưa? Có chưa? Đó. Trường hợp thứ nhất là gì? Một anh thanh niên thất tình, niệm cho nó hết thất tình, quên hết đi xem có được không? Không được. Trường hợp thứ hai, đổi là anh thanh niên là cô gái. Nào thì bảo thôi anh thanh niên nó ương bướng, nó ngang ngạnh, nó khó gì? Khó độ. Thì bây giờ cô gái thất tình, nó đang muốn gì? Nhảy lầu tự tử, nhảy cầu tự tử, uống thuốc treo cổ để tự tử vân vân. Nào mấy ông mấy bà đến đó để, này cô gái kia, chuyện tình ở thế gian á, như gió thoảng qua tai, như đôi giày dép á, cần phải đến lúc bỏ đi, có gì đâu mà cô phải gì, phải nuối tiếc. Cô hãy niệm Phật đi, A Di Đà Phật sẽ độ cho cô sẽ được vãng sinh về Tây phương, thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, tuổi thọ vô lượng, thân tướng như là gì, còn đẹp hơn cả tiên nữ vân vân. Rồi nếu mà cô chưa niệm được thì thôi, cô cứ ngồi đấy hoặc là cô cứ nằm xuống, chúng tôi sẽ niệm cho cô. Cô cứ yên tâm, cô không phải làm cái gì cả, cô chỉ cần nghe theo chúng tôi thôi. Rồi cô cứ nằm yên xuống đấy nhé, chúng tôi trợ niệm cho cô, tiêu trừ hết gì, những nghiệp chướng đời trước đời này của cô, tiêu trừ hết gì, mối tình oan trái của cô. Rồi cô sẽ thấy tâm cô an tịnh thảnh thơi. Và xuống vào niệm Phật cho cô ấy 8 tiếng, 12 tiếng, 24 tiếng đồng hồ, tôi cho cả hẳn 24 ngày đi. Nghĩ rằng các vị nghĩ xem cô ấy có hết được không? Có hết không? A Di Đà Phật. Một cái việc nho nhỏ ở thế gian như vậy mà chúng ta còn không có cách chi để gì, để hóa giải nó. Thì thử hỏi rằng các vị, cái nghiệp chướng mà mình gieo tạo từ vô thủy kiếp đến nay, nó ở trong gì? A Lại Gia Thức này. Cái chủng tử, cái hạt giống ở trong này gì? Nó bung ra, nó sinh ra bệnh khổ. Oan gia trái chủ thì đầy trên hư không, đầy dưới mặt đất để gì? Chờ trực sẵn để lôi nó đi đến trước Diêm Vương điện tiền để làm sao? Để thưa kiện nó. Mấy ông mấy bà đến thì có quyền năng gì, có thần lực gì, có công đức gì mà đòi giải quyết cái nợ nhân quả vô thủy kiếp cho một chúng sinh để dắt họ về Tây phương. Bảo A Di Đà Phật chúng tôi con không có, nhưng mà A Di Đà Phật có. Đúng, A Di Đà Phật có. Nhưng A Di Đà Phật cũng phải tuân theo cái gì? Cái quy luật vận hành của nhân quả các quý vị. Mười phương ba đời chư Phật xuất hiện ở thế gian, không có đức Phật nào làm trái được quy luật vận hành của nhân quả của tự nhiên. Các vị hiểu cái điều đó. Người học Phật chúng ta mà không hiểu điều đó gọi là gì? Kẻ ngu si, không có trí tuệ.
Cho nên cái pháp tu trợ niệm nó chỉ là gì? Để nuôi lớn cái tâm bồ đề của chính chúng ta và trợ duyên cho người khác nhớ Phật, niệm Phật đó, trước khi gì? Xả bỏ báo thân. Niệm vì niệm cuối cùng ở trong kinh Phật dạy niệm cuối cùng rất quan trọng đối với chúng ta. Niệm cuối cùng mà niệm thiện thì sẽ được đi về cõi thiện, cõi lành, cõi tốt. Mà niệm ác, niệm đau khổ thì sẽ thường là đi về gì? Ba đường ác đạo. Cho nên bây giờ nhầm lẫn cái việc mà cứ bảo là mềm thân, ấm đầu, là vỗ tay đôm đốp, nói với nhau vãng sinh rồi, vãng sinh rồi. Tôi không nhất trí cái việc đó. Vì thực tế nó không bao giờ có cái chuyện đó. 100%, 10% đã khó, huống chi là 100%. Huống chi ca nào mềm thân ấm đầu một cái là vỗ tay bảo vãng sinh rồi. Tôi kể cho các Phật tử nghe một câu chuyện thật 100%. Các quý vị không tin tôi có thể đi hỏi đích thân Pháp Sư Ngộ Thông. Năm 2012 về làm Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Niệm ở tại Chùa Khai Nguyên. Khoảng độ 7:30-8 giờ tối mới xong. Xong xong một cái là có một trường hợp cái hai vợ chồng Phật tử dưới Hà Nội tu hành rất tinh tiến. Hai vợ chồng này sinh được một cô con gái, năm lên 8 tuổi. Không may cô con gái bị bệnh hiểm nghèo, ung thư. Cô con gái đó tuy mới 8 tuổi nhưng đã đi quy Tam Bảo, đã biết niệm Phật. Trước khi chết, cô con gái của hai vợ chồng Phật tử này còn niệm Phật liền miệng. Niệm Phật ở trên miệng, niệm ra tiếng, nói niệm cho đến khi nó đuối, yếu dần và cháu thì cháu mất đi, lịm trong câu Phật hiệu. Ban trở niệm, niệm cho gì 24 tiếng đồng hồ thay nhau. Niệm đến cái mức là thân thể gì mềm mại, tươi rói và ấm lên đỉnh đầu. Trường hợp này chính tôi được chứng kiến ở tại chùa Tản Viên năm 2012. Hai vợ chồng người nhà này đang chuẩn bị chào Pháp Sư để đi xin đi xuống núi, nó khoảng độ tầm 9:30-10 giờ đêm. Thế thì tự nhiên nó thấy cái cô vợ là tự nhiên là cứ thấy mặt mũi cứ lờ đờ là quay lờ đờ đờ. Bắt đầu là òa lên khóc. Òa lên khóc. Thế Pháp Sư thấy thế, Pháp Sư mới gọi vào trong nhà thờ tổ. Ngày xưa nhà thờ tổ ở trên chùa Tản Viên rất đơn giản, là lợp cái bờ lô xi măng. Đi vào Pháp Sư mới nói chuyện một tí. Thì cái trường hợp cái cô kia gì mới khai khẩu mở miệng ra bên khóc, mới nói là gì? Con ấy, nhớ mẹ con. Bảo con nhớ mẹ con. Lúc đó mọi người mới ngã ngửa ra. Trước đó ban trợ niệm miền Bắc, ngày đó là ban trợ niệm miền Bắc, quay cả các cái clip nói rằng em bé này nói gì, đã được gì? Đã được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Bằng cái minh chứng là gì? Trước khi em mất, em vẫn niệm Phật. Trước khi bị bệnh, em đã quy Tam Bảo từ năm 4-5 tuổi với bố mẹ. Và trước khi em mất, em vẫn niệm Phật, niệm cho đến khi yếu không còn niệm được nữa, và em từ từ ra đi. Ban trở niệm, niệm cho 18 hay là 24 tiếng đồng hồ thì đã lâu lâu tôi không nhớ, nhưng mà có nghĩa là phải rất lâu. Từ ngày đêm hôm trước đến ngày đêm hôm sau. Thoại tướng đẹp đẽ, đi như người cười, chân tay mềm mại, ấm nơi đỉnh đầu. Đến hôm sau rồi hơi ấm vẫn còn ở trên đỉnh đầu. Và mọi người khẳng định trường hợp này chắc chắn vãng sinh. Cho nên cả hai vợ chồng Phật tử ấy cứ tin tưởng là gì? Con mình đã được vãng sinh rồi. Cho nên từ đó là Pháp Sư đi về tổ chức Pháp hội ở đâu cũng đi theo. Nhưng khi lên tới Tản Viên đi 3-4 Pháp hội liền, cái lần về đầu tiên, 3-4 Pháp hội liền vợ chồng hoan hỷ đi theo. Đến Pháp hội Khai Nguyên là Pháp hội cuối của cái năm đó. Xong Khai Nguyên còn lên Tam Đảo hay lên đâu nữa một lần nữa thì xong mới nghỉ thì phải. Đó.
Xong hòa thượng mới sang thượng tọa, pháp sư mới sang nước ngoài. Thế là đấy, trong cái câu chuyện tôi nói gì đấy, lúc đó nó mới nói là con nó khóc, nó mới òa lên, nó bảo con nhớ bố mẹ con lắm. Mới vỡ lẽ giờ gì, đâu có vãng sinh đâu. Vậy mà ai cũng khẳng định là gì, cháu được vãng sinh bằng cái nhân duyên như thế, thoại tướng như thế, đã được vãng sinh rồi. Đấy, bố mẹ lại đi theo mấy pháp hội trung phong để hồi hướng cho con. Nhưng đến pháp hội ở núi Tổ ở Tản Viên ấy, một cái thì cháu mới nhập vào mẹ và nói ra cái điều đó. Chúng ta thấy không? Đấy, các quý vị có thể một lúc nào đó gặp lại pháp sư Ngộ Thông ấy, thỉnh lại pháp sư cái câu chuyện đó. Và pháp sư chính là cái người gì? Xử lý cái vụ đó. Ngày đấy tôi không xử lý cái vụ đó. Đấy. Xong rồi cũng phải lừa, phải đến 30 phút xong ấy, cháu nó mới ra cho thì bố mẹ mới về, mới bảo là về từ giờ trở đi sẽ gì, sẽ tiếp tục tụng kinh để hồi hướng siêu độ cho cháu. Cho nên các cụ ngày xưa nói là tin bạn mất bò là chỗ này đấy, rất là nguy hiểm. Chúng ta không lo cho bản thân mình mà chỉ đợi người khác lo cho thì nguy hiểm lắm. Tự thân chúng ta phải tu, phải lo đấy chứ. Đó, các vị cứ nghĩ đi, xem đi. Xem các vị đi chợ niệm bây giờ xem. Nhà mình đây cũng rất nhiều Phật tử đi chợ niệm này. Khá nhiều đấy. Có những Phật tử ngày xưa đi chợ niệm, thầy nói với các vị đêm hôm khuya khoát gọi đâu có đấy, đi xuống tận Hà Nội, thậm chí đi sang tận tỉnh khác chợ niệm. Đấy, cũng đi. Thầy cũng gì cũng tán thán công đức đi chợ niệm. Nhưng thầy luôn nói rằng đi chợ niệm là gì? Là gieo duyên, là phát bồ đề tâm rộng lớn để gieo duyên cho chúng sinh thôi nhé. Chứ đừng có bao giờ khán thoại tướng, thấy thân thể mềm mại ấm lên đỉnh đầu mà khẳng định họ được vãng sinh Tây Phương rồi nhé. Nói như thế là gì? Là chúng ta nói dốc, nói như thế là nói mớ, nói như thế là nói gì? Sai sự thật. Dần dần đi lầm vào đường tà. Mà chúng ta không biết chúng ta đang hành tà đạo. Chúng ta đang dẫn dắt cho vô số những quần sinh gì? Đã ngu, đã si, đã lười biếng rồi còn gì? Còn ngu si và lười biếng nữa.